đồng tại Việt Nam khi Note 10 đã xác định ngày ra mắt. Các nhà bán lẻ lớn đã giảm giá Galaxy Note 9 phiên bản 128 GB từ 22,99 triệu xuống còn 19,99 triệu đồng, tức giảm tới 3 triệu đồng. Việc giảm giá Note 9 diễn ra trong bối cảnh Samsung đã ấn định ngày ra mắt Note 10 trên toàn cầu vào hôm mùng 7 tháng 8. Galaxy Note 9 phiên bản bộ nhớ trong 128 GB giữ giá khá tốt khi không hề thay đổi giá kể từ khi ra mắt hồi tháng 8 năm 2018. Gần đây, chiếc máy giảm giá theo từng thời điểm khuyến mại của các chuỗi bán lẻ và quay lại giá cũ 22,99 triệu đồng cho đến mới đây. Thông thường, khi các smartphone đời mới sắp ra mắt, dòng máy trước đó phải giảm giá. Trong trường hợp này, Note 9 giảm 3 triệu đồng khi chắc chắn Note 10 sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng sau. Ra mắt cách đây hơn một năm, Galaxy Note 9 là smartphone đầu tiên của Samsung được tích hợp tính năng tối ưu hóa khung cảnh vào camera mà các hãng khác gọi là trí tuệ nhân tạo, nhằm tinh chỉnh hình ảnh trong các tình huống cụ thể để ảnh đẹp hơn. Tính năng này sau đó được đưa lên các máy cao cấp dòng A và các máy dòng S như hiện nay. Năm nay, trong hình ảnh chính thức từ thư mời được Samsung gửi ra, bút S Pen vẫn được dùng làm điểm nhấn chính, do đó khả năng chiếc bút đặc trưng này sẽ tiếp tục được cải tiến. Một chiếc smartphone có bút đính kèm chính là đặc trưng duy nhất chỉ có Samsung, cụ thể là dòng nốt. Có được, nốt 10 ra mắt sẽ được người hâm mộ đặt kỳ vọng khá lớn khi máy không thay đổi nhiều về thiết kế vài năm gần đây. Trào lưu camera selfie giấu bên trong thân máy để có màn hình không điểm khuyết cũng đã rộ lên, trong khi Samsung chưa có máy nào thiết kế tương tự.